Giờ thì Ngô Hoàng Thịnh đã rất là nổi tiếng rồi và được cho là giàu có với chiếc siêu xe có cạnh ở bên mình. Nhưng ẩn sâu cái sự nổi tiếng, một lối chơi đầy máu lửa, đầy sức mạnh đấy lại là một con người tính cách rất là hiền hòa, thậm chí là nhút nhát. Và cả những cái câu chuyện mà ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với tất cả các bạn trong chương trình Vlog của tuần này. Tôi muốn bắt đầu Vlog về Ngô Hoàng Thịnh bằng câu chuyện liên quan đến gia đình. Ông nội của Thịnh là một trưởng phòng quản lý thuộc Sở Thể dục Thể thao Nghệ An và sống một cuộc sống rất là liêm khiết. Rất là khó tin khi mà vợ của một ông trưởng phòng quản lý lại là người phải đi nấu cơm cho các cầu thủ ăn, chính xác là lứa của Văn Sĩ Hùng, của Hữu Thắng. Và sau khi ông bà nghỉ hưu thì không để lại cho con cái bất cứ một thứ tài sản gì. Cuộc sống gia đình của Ngô Hoàng Thịnh lúc đầu tiên gặp rất là nhiều khó khăn. Bố thì phải đi đạp xích lô, mẹ thì bán cá ở ngoài chợ. Một cái công việc rất là nặng nhọc. Và đến bây giờ có một cái câu chuyện, một cái kỷ niệm mà mỗi khi nhắc đến thì Ngô Hoàng Thịnh vẫn chảy nước mắt. Đấy là khi em 10 tuổi và đang tập cùng với đội ở cái đường đi qua cổng thành để vào sân Vinh. Thì lúc đấy đang chạy cùng với toàn đội thì nhìn thấy phía xa xa có một cái dáng, đấy chính là dáng mẹ đang đẩy một cái xe cá. Và khi mẹ phát hiện ra là đội của con đang tiến đến gần thì bà bằng mọi cách, bằng tất cả sức lực của mình đã đẩy cái xe cá đi chuyển hướng. Và lúc đấy Ngô Hoàng Thịnh đã biết em chạy qua mà nước mắt thì cứ chảy. Nhà của Ngô Hoàng Thịnh thì ở trên một cái địa bàn được coi là điểm nóng về ma túy. Và Thịnh đã kể với tôi rằng là cả một cái lứa thanh niên chạc tuổi em đến bây giờ chỉ còn khoảng tầm 2 hoặc 3 người là không bị nghiện. Và cứ sau một đợt tập huấn thi đấu về thì Thịnh lại nghe được rằng trong đám bạn đấy lại có 1-2 người đã ra đi. Và bố của Ngô Hoàng Thịnh thì hoàn toàn không muốn người con trai duy nhất của mình bị bạn bè xấu lôi kéo. Và ông quyết định cho con vào học bóng đá. Và bố của Ngô Hoàng Thịnh thì cực kỳ khắt khe, thậm chí là rất khó tính. Ông chấp nhận sử dụng cả vũ lực. Và ông đưa ra một yêu cầu cho Ngô Hoàng Thịnh là đi tập là phải về ngay, còn nếu không về ngay thì nghỉ bóng đá. Chính bởi vì yêu bóng đá quá cho nên Ngô Hoàng Thịnh đã dứt ra khỏi những đám bạn bè xấu của mình. Tôi đi Nghệ An rất là nhiều và tôi thấy người ta nói rất là đúng rằng trai Nghệ An có hai thứ ai cũng giỏi. Một là chơi đàn guitar và hai là đá bóng. Nhà mà càng ở gần sân Vinh thì tình yêu đến càng sớm và càng mãnh liệt. Ngô Hoàng Thịnh là một người như thế. Và ngay từ khi em nhìn thấy quả bóng lần đầu tiên vào năm 2 tuổi thì trái bóng gần như đã hớp hồn em và cái khát khao cháy bỏng của em để trở thành một cầu thủ. Và sau rất là nhiều lần lựa chọn, qua rất là nhiều những cái cuộc thi sát hạch thì cuối cùng Ngô Hoàng Thịnh đã được nhận vào Sông Lam Nghệ An và được đích thân ông Văn Sĩ Chi, bố của 4 cầu thủ rất là nổi tiếng của Nghệ An, Văn Sĩ Hùng, Văn Sĩ Sơn, Văn Sĩ Thủy và Văn Sĩ Linh trực tiếp dẫn dắt. Nói về Ngô Hoàng Thịnh thì buồn nhiều hơn vui, toàn chấn thương ở trước thềm những giải lớn. Có lẽ Thịnh là cầu thủ đen đủi nhất, cho đến tận bây giờ thì em vẫn chưa có cho mình một danh hiệu cá nhân nào, dù rất là nhiều lần nằm trong danh sách đề cử. Nhưng hụt hẫng nhất có lẽ là ở vòng chung kết U21 báo thanh niên, khi thầy Thịnh Đen bảo là con hãy chuẩn bị tinh thần để lên nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải. Và Thịnh thì cũng đã chuẩn bị quần áo rất là chỉnh tề. Nhưng mà cuối cùng thì ban tổ chức lại sướng tên một người đàn em ở trong đội. Và tương tự như thế với giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm đó. Và những lúc như vậy thì Ngô Hoàng Thịnh rất là buồn, thậm chí đã khóc. Nhưng tận cùng của nỗi buồn đấy luôn luôn là một động lực rất là mạnh mẽ để tiếp tục phấn đấu. Ở Việt Nam thì mỗi một huấn luyện viên có một phong cách khác nhau, có một đẳng cấp khác nhau và được dư luận đánh giá cái trình độ của họ một cách khác nhau. Tuy nhiên thì họ có một cái đặc điểm chung là đánh giá rất cao về khả năng chuyên môn của Ngô Hoàng Thịnh cũng như tinh thần của em. Và huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng thì luôn luôn coi Ngô Hoàng Thịnh là sự lựa chọn số 1 ở cả Sông Lam Nghệ An trước đây và đội tuyển quốc gia bây giờ. Và chính Ngô Hoàng Thịnh sẽ là bệ phóng giúp cho tài năng của Tuấn Anh, của Xuân Trường thăng hoa. Và tương tự như thế với huấn luyện viên Lê Thụy Hải, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc và ông Mira luôn luôn chọn Ngô Hoàng Thịnh ở đội hình 1. Năm ngoái thì Ngô Hoàng Thịnh đã bị dạn xương sườn trong trận đấu với tuyển sinh viên Hàn Quốc và lỡ hẹn ở SEA Games. Em đã rất là buồn và bật khóc. Huấn luyện viên Mira đến tận nơi để an ủi. Ông Mira đã nói rằng tôi và toàn đội sẽ chiến đấu hết mình để mang tấm huy chương vàng về Việt Nam. Và nếu được thì tấm huy chương vàng của tôi sẽ được treo trên cổ của cậu. Và cuối cùng thì tất cả chúng ta đều biết là đội U23 của chúng ta đã không giành được tấm huy chương vàng. Và huấn luyện viên Mira đã lấy toàn bộ số tiền hơn 30 triệu đồng tiền thưởng của cá nhân để chuyển cho Ngô Hoàng Thịnh. Và như ông nói là muốn mua một ít thuốc để cho Ngô Hoàng Thịnh dùng với một cái mục đích duy nhất là giúp cho Ngô Hoàng Thịnh chóng bình phục để trở lại phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Cầu thủ bóng đá nhận được tình yêu của người hâm mộ, đấy là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Ngô Hoàng Thịnh lại có rất nhiều các cổ động viên đặc biệt. Ở Sông Lam Nghệ An thì có lẽ là không ai là không biết anh Nam Béo, một người bị mắc chứng bệnh Đao nhưng mà lại dành cho Sông Lam Nghệ An một tình yêu vô cùng mãnh liệt. Có nhiều người nói rằng là các cầu thủ, các huấn luyện viên có thể không ra sân Vinh nhưng các buổi tập của Sông Lam Nghệ An thì luôn luôn có mặt Nam Béo. Trong bóng đá thì anh Nam Béo yêu nhất Sông Lam Nghệ An, còn ở Sông Lam Nghệ An thì anh lại yêu nhất là Ngô Hoàng Thịnh. Bây giờ mỗi khi đi thi đấu về, mỗi lần được về quê thì Ngô Hoàng Thịnh luôn luôn đến thăm anh Nam Béo và mang theo rất là nhiều quà. Tuy nhiên món quà mà anh Nam Béo đặc biệt yêu thích đấy là chiếc áo số 7.
Cách đây không lâu thì tôi nhận được một lời đề nghị của một cháu bé hàng xóm tên là Bell. Cháu có nguyện vọng đến gặp chú Ngô Hoàng Thịnh. Và sau khi tìm hiểu thì tôi biết được rằng là Bell đã rất là may mắn khi được dắt tay chú Ngô Hoàng Thịnh ra sân trong trận đấu gặp Philippines ở AFF Cup năm 2014. Và trong suốt 2 năm qua thì cháu chưa bao giờ nguôi một cái giấc mơ là được gặp thần tượng của mình. Tôi đã hứa với Bell nhưng mà trong một khoảng thời gian rất là dài thì cháu luôn luôn bồn chồn lo lắng là không biết có gặp được chú Ngô Hoàng Thịnh hay không. Đúng cái ngày mà tôi đưa Bell đi gặp chú Thịnh thì cái xe của tôi tự nhiên nó bị hỏng. Và trong khoảng thời gian mà tôi sửa cái xe đó thì phải nói là Bell luôn luôn rất là lo lắng là không biết chú Thịnh có đợi mình hay không. Và cuối cùng thì cái ngày cháu chờ đợi trong suốt 2 năm cũng đã đến. Hai chú cháu đã gặp nhau và không có gì có thể diễn tả được niềm vui của cháu bé vào thời điểm đó. Và lúc về thì cháu đã nói với tôi rằng là hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cháu. Đến ngày sinh nhật của Bell thì khi mà khách khứa và bạn bè đã về hết rồi, tôi vẫn thấy Bell vẫn chưa ngủ. Và cuối cùng thì hóa ra là cậu đang đợi một cái cuộc điện thoại chúc mừng sinh nhật từ chú Ngô Hoàng Thịnh. Và sau khi hai chú cháu nói chuyện với nhau thì lúc đấy Bell mới thực sự yên tâm chìm vào giấc ngủ. Tôi quyết định kể câu chuyện liên quan đến tình cảm mà Bell dành cho chú Ngô Hoàng Thịnh để kết lại vlog của tuần này. Bởi vì với tôi thì đây là điều cực kỳ có ý nghĩa, không chỉ cho hai chú cháu, cho giới cầu thủ mà còn cho tất cả chúng ta. Và tôi tin rằng thông qua câu chuyện này thì Ngô Hoàng Thịnh sẽ có một động lực vô cùng lớn để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới và giữ một cái hình ảnh thực sự thuần khiết trong mắt người hâm mộ, đặc biệt là các fan nhí. Còn với Bell và các em nhỏ thì các con đã có một hình mẫu tuyệt vời để noi theo, để trở thành những người tốt, có chuyên môn và được yêu quý giống như chú Ngô Hoàng Thịnh. Một người được sinh ra trong một gia đình rất là khó khăn, ở một địa bàn đầy rẫy tệ nạn và phải đối mặt với sự đen đủi của số phận, nhưng cuối cùng vẫn trở thành một ngôi sao sáng, cống hiến cho gia đình, cho quê hương và cho Tổ quốc. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog của tuần này.